Kính chào quý vị, bây giờ là bản tin dự báo thời tiết cho đêm nay và ngày mai ở khu vực Nam Bộ và địa bàn tỉnh Long An. Thưa quý vị, Đài khí tượng Thủy văn tỉnh dự báo trên địa bàn toàn tỉnh mây thay đổi, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng gián đoạn, chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa vừa, trong cơn dông đề phòng lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 32 độ và nhiệt độ thấp nhất là từ 24 đến 26 độ. Độ ẩm trung bình từ 85 đến 95%, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Tiếp theo là phần dự báo mực nước cho ngày mai 22 tháng 9 trên địa bàn tỉnh Long An. Thưa quý vị, ở khu vực phía Bắc của tỉnh, mực nước khu vực phía Bắc lên do nước đổ về và mưa tại chỗ. Theo đó, tại trạm Mộc Quá, mực nước dự báo vào ngày mai là 1,17m và tại trạm Tân Hưng là 1,95m. Tại trạm Vĩnh Hưng, mực nước được dự báo là 1,93m. Ở trạm Hưng Điền B, mực nước đo được là 2,36m và 1,67m là mực nước tại trạm Vĩnh Đại. Đối với khu vực phía Nam, mực nước khu vực này lên theo triều cường cuối tháng 8, đầu tháng 9 âm lịch. Trong ngày có 2 lần xuất hiện đỉnh triều, trong khoảng thời gian từ 3 đến 5 giờ và 11 đến 13 giờ. Theo đó, tại trạm Tân An, mực nước dự báo vào ngày mai là 1,15m và trạm Bến Lức là 1,19m. Đỉnh triều ở hai trạm này được xuất hiện trong khoảng thời gian từ 3 đến 5 giờ. Xin chuyển sang thời tiết khu vực Nam Bộ. Thưa quý vị, theo Đài khí tượng Thủy văn tỉnh Long An, trong 24 giờ tới, tức đêm nay và ngày mai, khu vực Nam Bộ chịu ảnh hưởng chính bởi gió mùa Tây Nam có cường độ trung bình, rãnh áp thấp có trục qua khu vực Trung Trung Bộ hoạt động mạnh dần, trên cao áp cao cận nhiệt đới hoạt động ổn định. Sau đây là phần dự báo chi tiết cho khu vực Nam Bộ. Thưa quý vị, tại miền Đông Nam Bộ, khu vực này mây thay đổi, đêm nay và chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa vừa mưa to. Trong cơn dông cần đề phòng lốc sét và gió giật mạnh. Ngày giảm mây và nắng gián đoạn, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất ở đây từ 23 đến 25 độ và nhiệt độ cao nhất là từ 31 đến 33 độ. Đối với khu vực miền Tây Nam Bộ, khu vực này mây thay đổi, đêm nay và chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa vừa mưa to. Trong cơn dông đề phòng lốc sét và gió giật mạnh. Ngày giảm mây và nắng gián đoạn, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 26 độ và nhiệt độ cao nhất dao động từ 30 đến 32 độ. Cuối bản tin là phần dự báo nhiệt độ một số thành phố lớn trong cả nước. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những bản tin sau.